Đến đây, đen có 3 phương án đi quân. Một là xe 2 tiến 6, 2 là xe 8 tiến 6, 3 là tốt 1 tiến 1. Đen có một khả năng là xe 8 tiến 4 tuần hà. Tiếp theo. Cờ đỏ dễ đi. Phương án rất của đen. Xe 2 tiến 6 quá hà. Đây là nước cờ dẫn tới đối công kịch liệt. Đỏ cao pháo cánh phải. Nước cờ ổn định. Đổi lại. Cái đỏ bình pháo cánh trái đổi xe. Cờ đen các quân linh hoạt, ưu thế. Đỏ pháo 2 tiến 1. Đen tốt 1 tiến 1, nước cờ chính xác. Đổi lại, đen đi xe cánh trái tuần hà. Cờ đỏ ưu thế. Đen tốt 1 tiến 1. Đến đây, đỏ có 2 cách đi quân. Một là pháo 2 bình 3 và hai là tốt 7 tiến 1. Còn như đỏ đi pháo 8 bình 9. Cờ đen hơi tốt. Cách đi thứ nhất của đỏ, pháo 2 bình 3. Đỏ mã 2 tiến 3. Đổi lại, như đỏ đi pháo 8 bình 9. Cờ đen khai cục vừa lòng.
Nhất đỏ mã 2 tiến 3. Cờ đen chủ động. Mời các bạn xem lại cách đi thứ nhất của phương án này. Cờ đen chủ động. Cách đi thứ hai của đỏ là tốt 7 tiến 1. Đen lùi xe về hà. Đổi lại, như đen đi pháo 4 tiến 4. Đen đi tốt đầu. Như đen đi sĩ 6 tiến 5. Cờ đỏ ưu thế. Ở đây đen xông tốt đầu.
Cờ đen ưu thế. Đen C2 lùi 2. Đỏ pháo 8 bình 9 là muốn giản hóa cục thế. Cờ đỏ dễ nóng tiên thủ. Đổi lại, như đỏ pháo 8 tiến 2 tuần hà. Cờ đen vững chắc, đủ để tranh hoành với đỏ. Đỏ pháo 8 bình 9. Đen tránh đổi xe, nước cờ chính xác. Đen còn hai khả năng khác, như đen đổi xe. Cờ đỏ tiên thủ cũng là tránh đổi xe nếu đen đi xe 2 bình 6. Cờ đỏ chủ động. Đen C2 bình 4. Đen tượng 7 tiến 9. Đổi lại, như đen đi tốt 7 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế. Đen tượng 7 tiến 9.
Hai bên ngang thế. Mà các bạn xem lại cách đi thứ hai của phương án này. Hai bên ngang thế. Phương án thứ hai của đen là xe 8 tiến 6 quá hà. Đỏ tiến tốt 7, hình thành lưỡng đầu xà. Đổi lại, như đỏ đi pháo 8 tiến 4 phong xa. Đến đây đen có hai khả năng. Ra đi tốt 1 tiến 1. Cờ đỏ dễ đi. Có như đen đi xe 8 bình 7. Cờ đỏ cũng dễ đi. Đen tốt 7 tiến 1. Tiếp theo.
hai bên ngang thế. Mời các bạn xem lại diễn biến của phương án này. Hai bên ngang thế. Phương án thứ ba của đen là tốt 1 tiến 1. Đỏ pháo 2 tiến 4 quá hà, nước cờ chính xác. Đổi lại, như đỏ đi pháo 8 tuần hà. Cờ đen dễ đi. Đỏ phi pháo cánh phải quá hà. Đỏ pháo 5 bình 4. Đỏ còn hai khả năng khác. Một là đỏ đi mã 3 tiến 4.
hai bên ngang thế. Hai là đỏ đi pháo 8 bình 9. Mời đổi xe. Hai bên đối chọi. Như đỏ pháo 5 bình 4. Hình thành cờ không xe, cờ đỏ nhiều tốt, cờ đen các quân linh hoạt. Mỗi bên đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Mời các bạn xem lại diễn biến của phương án này. Mỗi bên có được và có mất. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận Phi Tượng.